Máy sấy bơm nhiệt quả là sự lựa chọn tiết kiệm điện tối ưu các bạn ạ. Sấy max công suất cho gia đình từ 5 cho đến 7 người mà chỉ tốn có 30.000 đồng mỗi tháng thôi. Máy sấy quần áo có đa dạng các loại thương hiệu và mức giá thì cũng phong phú nữa chứ. Và với máy sấy quần áo thì chủ yếu được chia làm 3 loại, đó là máy sấy thông hơi, ngưng tụ và bơm nhiệt. Trong đó thì với máy sấy bơm nhiệt là loại mà có mức giá cao nhất, nhưng mà đồng thời thì nó cũng sở hữu những cái tiện ích cực kỳ lợi hại luôn đó nha. Ngày hôm nay thì hãy cùng Quỳnh Trang khám phá chiếc máy sấy bơm nhiệt đến từ thương hiệu Beko này để xem là em nó sẽ có những ưu và nhược điểm nào. Trước tiên là về phần thiết kế này. Chiếc máy sấy của chúng ta thì có tông màu xám đen sang trọng. Những đường nét vuông vức của máy khi mà kết hợp với nội thất nhà cửa phong cách hiện đại thì sẽ giúp cho không gian sẽ thêm phần đẳng cấp. Với khối lượng sấy là 10 kg, phù hợp cho gia đình từ 5 cho đến 7 người. Chiếc máy này nó vẫn không quá to so với những cái dòng máy sấy thông thường đâu. Hơn hết, vì thuộc loại máy bơm nhiệt nên là bạn hoàn toàn có thể trang bị nó vào những cái góc nhà không quá rộng rãi mà không có lo bị thiếu chỗ thoát nhiệt như là máy thông hơi. Với thiết kế quen thuộc, bảng điều khiển của nó cũng cực kỳ dễ hiểu luôn. Chúng ta có thể thấy hai phần được thiết kế riêng biệt, đó là núm vặn để chúng ta chọn chương trình này và bảng hiển thị điện tử nằm ở bên đây. Theo Trang thấy thì nhà sản xuất đã Việt hóa toàn bộ thông tin nên là kể cả người lớn dùng thì cũng vẫn hiểu được các cái chương trình in trên núm vặn. Tổng cộng thì chúng ta sẽ có 15 chương trình như là sấy mặc ngay này, sấy hơi nước này, sấy siêu nhanh, sấy diệt khuẩn, vân vân. Và với cái núm vặn này khi mà sử dụng thì Trang thấy là nó cũng khá là đầm tay và nhạy nữa chứ không hề bị cứng nha các bạn. Đôi khi những cái chi tiết nhỏ như thế này thôi nhưng mà nó cũng sẽ làm nổi bật lên cái tính hoàn thiện của sản phẩm. Kế bên núm chọn chương trình là màn hình hiển thị điện tử. Ở trên màn hình này thì các bạn sẽ theo dõi được thời gian hoạt động của chương trình này. Với lại là cũng sẽ biết được chế độ bạn chọn là đã được kích hoạt hay chưa. Bây giờ mình sẽ xoay cái núm chọn này để các bạn có thể xem được thời gian hoạt động của từng chương trình nhé. U là trời, hình như là mình mới nhìn nhầm cái gì ấy. Để mình vặn lại cho các bạn xem nhé. Ê, trời, không nhầm đâu các bạn ạ. Cái chế độ sấy siêu nhanh này nó chỉ mất có chừng 30 phút để mà hoạt động và hoàn thành cái việc sấy quần áo thôi ấy. Wow, cực kỳ nhanh luôn ha. Đúng vậy, trong các cái chế độ hay ho mà chiếc máy Beko này sở hữu thì phải kể đến đầu tiên là chế độ sấy siêu nhanh. Chỉ mất chừng 30 phút thôi là sấy khô quần áo ẩm nhẹ. Vậy bây giờ lỡ cách giờ hẹn còn có 1 tiếng thôi, bạn biết rõ là sấy siêu nhanh 30 phút thì sẽ không khô được bộ đồ bạn cần thì phải làm sao? Rất đơn giản nha, các bạn chỉ cần chọn chế độ hẹn giờ bằng cách xoay núm điều khiển vào chương trình hẹn. Sau đó chỉnh thời gian hẹn giờ bằng nút có ký hiệu đồng hồ này là được. Ngoài hẹn giờ ra thì không biết là với cái máy sấy Beko này nó còn cái tính năng nào hay ho không ta? Và câu trả lời đó chính là chúng ta đừng bỏ qua tính năng Ready To Wear của thương hiệu Beko này nhé. Đúng như tên gọi thì chế độ này sẽ giúp cho quần áo được chống nhăn hiệu quả. Thậm chí là với chất vải ít nhăn sẵn rồi thì sấy xong là có thể mặc được ngay. Tính năng này thì sẽ được áp dụng cho những cái chế độ ví dụ như là hơi nước này, giặt đồ hỗn hợp này, vải jean này, đồ cốt tông, vải tổng hợp. Tóm lại là những cái chế độ giặt mà có cái dòng kẻ màu xanh xanh ở phía bên dưới này này các bạn. Không chỉ sấy nhanh đâu, quần áo của bạn, đặc biệt là quần áo có chất liệu mỏng manh thì sẽ được sấy một cách nhẹ nhàng ở nhiệt độ thấp nha. Bên cạnh đó, máy còn được tích hợp tính năng cảm biến thông minh OptiSense, và với cái tính năng này được tích hợp ở bên trong máy sấy nó sẽ có khả năng là tự điều chỉnh này, tối ưu nhiệt độ sấy dựa theo lượng quần áo để quần áo của chúng ta sẽ không bị quá khô. Nói đến công nghệ hiện đại thông minh thì chiếc máy này còn có tính năng điều khiển từ xa thông qua ứng dụng HomeWhiz của Beko, giúp chúng ta có thể dễ dàng vận hành máy. Đầu tiên thì các bạn hãy cài đặt ứng dụng cho điện thoại, và tại giao diện thì chúng ta sẽ chọn Add Device để thêm thiết bị, chọn Dryer có nghĩa là máy sấy. Sau đó thì chúng ta sẽ nhập mã code sản phẩm in trên máy vào đây. Sau khi kết nối thành công thì các bạn có thể thao tác điều khiển máy từ xa rồi. Với cái tính năng này thì bạn hoàn toàn có thể điều khiển được máy của chúng ta, dù là mình đã lỡ lên phòng hay là chúng ta đã ra khỏi nhà rồi nhé. Khi mà quần áo được sấy khô thì lượng nước bên trong sẽ được tích tụ ở trong cái khay chứa nước này. Sau khi mà bình đầy thì các bạn nên đi đổ đi nhé. Đây các bạn ạ, theo như mà Trang trải nghiệm sau 2 lần sấy, và mỗi lần thì Trang sẽ sấy khoảng chừng 5 kg quần áo ấy, thì cái lượng nước ở trong bình nó rơi vào đâu đó khoảng chừng 1/4. Có nghĩa là sau khoảng chừng từ 2 cho đến 3 ngày thì chúng ta nên đi đổ bình đi là được nhé. Bây giờ ấy, thì sẽ cùng mình khám phá cái phần lồng sấy của máy nha. Chiếc máy sấy Beko này thì có thiết kế cửa kính đen trong suốt, giúp bạn có thể quan sát được đồ vật bên trong. Thường thì khi mà nhà chúng ta nuôi thú cưng hay là có em bé ấy, rất là hay chui vào bên trong cái máy sấy này để ngủ ấy. Thế cho nên việc mà chúng ta có thể nhìn được vào bên trong máy sấy như thế này ấy, nó sẽ an toàn hơn. Để thêm phần tối ưu cho sức khỏe người dùng thì chiếc máy sấy này được trang bị túi lọc vải, giúp loại bỏ các xơ, bụi vải bám ở trên áo quần, hạn chế được các cái tác nhân gây kích ứng. Khi mà các bạn dùng máy sấy này được vài ngày thì chúng ta nhớ là mình sẽ lấy cái bộ lọc vải này ra để làm sạch xơ vải một lần nhé. Còn cái phần lồng sấy của máy được làm từ thép không rỉ này, giúp tăng độ bền của máy. Với khối lượng sấy của máy là 10 kg thì các bạn có thể thấy là diện tích ở bên trong máy thì cũng khá là rộng rãi ha. Mặc dù là kích thước tổng của máy thì không có quá to đâu, thế cho nên là chúng ta cũng sẽ tiết kiệm được không gian diện tích ở bên trong nhà của mình. Với điểm mạnh của máy sấy bơm nhiệt là khả năng tiết kiệm điện tối ưu nhờ vào công nghệ máy nén để tạo ra luồng khí nóng, nên là sẽ mang lại hiệu quả tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Bây giờ thì mình sẽ test thử xem là máy có thực sự tiết kiệm điện năng không nhé. Mình chọn chế độ sấy hỗn hợp hàng ngày với tổng số khối lượng sấy là 5 kg quần áo. Với chế độ này thì máy tiêu thụ tổng cộng là 0,298 kWh. Theo mình thì đây là một mức tiêu thụ điện cực kỳ tiết kiệm. Nếu mỗi ngày đều sấy hoặc là sấy cách ngày với công suất tối đa là 10 kg thì tổng chi phí sẽ khoảng chừng 30.000 đồng một tháng. Với cái chi phí này thì chúng ta save by với việc phơi quần áo thì cực kỳ xứng đáng phải không nào? Và đó là những trải nghiệm của mình về chiếc máy sấy đến từ thương hiệu Beko này. Tóm lại thì đây là một chiếc máy sấy hiện đại cao cấp với khối lượng sấy đủ cho gia đình từ 5 cho đến 7 người. Đặc biệt là có nhiều người mà chúng ta không có đủ thời gian để mình phơi quần áo hay là ủi đồ thường xuyên này. Và chỉ tốn khoảng chừng 30 phút thôi là chúng ta đã có quần áo khô để đi ra ngoài thôi. Đồng thời có một ưu điểm cực kỳ lớn, đó là nó tiết kiệm điện năng vô cùng tối ưu luôn. Và với tất cả những thông tin vừa rồi mà Trang chia sẻ thì hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn những trải nghiệm thú vị với chiếc máy sấy đến từ thương hiệu Beko này. Chi tiết về giá cũng như là thông tin về sản phẩm thì Trang sẽ cập nhật ở phần mô tả bên dưới cho các bạn tham khảo nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Đừng quên để lại cho Trang và Điện Máy Xanh một like và một subscribe nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt.